tôi thấy mẹ bạn phải mượn khắp làng rồi đấy. Bằng tốt nghiệp của con thì loại ư, học hành chăm chỉ, thầy cô và bạn bè thì hết lòng khen ngợi. Con không hiểu họ cần gì ở con nữa. Chúng tôi không tuyển người nữa. Xin lỗi, cậu không phù hợp. Chúng tôi rất tiếc. Cậu tìm công việc khác đi nhé. Con làm cái gì đấy? Con có thái độ gì vậy? Con, người ta học xong đại học, xin được việc này việc nọ. Còn con, ngày nào cũng đi phỏng vấn, có ai nhận con đâu. Mẹ đừng so sánh con với con nhà hàng xóm có được không ạ? Con cũng học hành tử tế, cũng được thành tích nọ kia mẹ cũng biết mà. Nhưng mà họ không nhận con ý, là vì năng lực của họ kém. Họ không nhìn nhận được con, mẹ hiểu chưa? Họ không nhận con là một sai lầm lớn của họ. Mà mẹ đã bao giờ đi ra khỏi cái lũy tre làng này đâu mà mẹ biết. Mẹ có biết bây giờ xin việc ấy, nhất quan hệ, nhì tiền tệ, con là thằng không có hai cái thứ đó, mẹ hiểu không? Bây giờ mẹ bắt con xin việc kiểu gì? Hay thật đấy. Tôi nuôi anh bằng từng này tuổi, lao tâm khổ tứ với anh. Coi thường mẹ. Mày đi đi. Đi mà xin việc tiếp đi. Gần trăm củ của tôi đấy, biết ông tính thế nào? Ông đi học 4 năm rồi, phá tiền của mẹ ông như phá mã ấy. Thế bây giờ xin được việc gì chưa? Vẫn đi cái con xe này. Nhìn là tôi biết ông không có tiền đèn rồi. Nói nhanh cho vuông nhé. Đằng nào tôi với ông cũng là bạn bè. Xí xóa đi. Cảm ơn ông. Nam này, chả giấu gì ông, tôi vừa khánh thành cái nhà 3 tầng với cả vợ vừa đẻ con trai, chiều dạy sang làm với tôi chấn rượu. Tôi có tí việc muốn nhờ ông ấy. Nam đấy à? Chắc là chưa xin được việc chứ gì. Thời buổi này học hành thì tốn kém, chỉ khổ mẹ mày. Chạy vậy khắp nơi cho con ăn học, cháu xem thế nào chứ. Tìm việc mà làm thêm đi. Hai mươi mấy tuổi rồi, cứ ăn bám mẹ như thế này thì không được đâu con ạ. Thằng này hôm nay làm sao ấy nhỉ? Mai con lên thành phố để xin việc làm. Nếu như xin được việc con sẽ báo cho mẹ sau. Trên thành phố rất phức tạp, con phải cẩn thận mọi nhẽ, nghe chưa? Vâng ạ. Chị ơi,
Chị ơi. Chị đợi tôi. Chị có phải chủ của số điện thoại này không? Ừ, đúng. Mà này, nhìn tôi già lắm hay sao mà anh gọi tôi là chị? À dạ. Để chị trả lời cho em nghe nhá. Đây đúng là số điện thoại của chị đấy. Tôi giao đồ ăn đến đây nhưng mà gọi điện thoại cho cô không được. May quá gặp cô ở đây. Cô lấy đồ ăn giúp tôi nhá, để tôi còn đi. Đợi lâu tôi hết hứng rồi. Thôi anh giữ lại mà ăn đi nhá. Này chị ơi. Này, chị đặt đồ ăn chị không lấy à? Cậu nên nghỉ đi, không làm shipper được đâu. Hết bị khách bom hàng, lại làm đổ hết hàng, khiến công ty của tôi mất hết uy tín rồi đấy. Ôi giời ơi, đi đi, sáng giờ chưa bán được hàng, đứng đây làm gì? Đúng là cái đồ ám quẻ. Cái này con phơi ở ngoài dây, mẹ mang vào cho con đây. Dạ. Mai con đi rồi, mẹ chuẩn bị được tiền cho con chưa? Con biết rồi còn gì. Mẹ chuẩn bị tiền đâu có dễ như thế. Mà tháng trước mẹ bán lợn mẹ gửi lên cho con. Con tiêu hết rồi à? Con đóng học phí tiếng Anh hết rồi mẹ. Bây giờ mà không có ngoại ngữ thì không xin được việc đâu mẹ. Ăn đi. Tao hết cách rồi. Anh Nam học tốn nhiều tiền lắm. Cái gì cần bán ta đã bán hết rồi. Chỗ nào cần vay tao cũng đã vay. Ki Ki Ki. Mẹ này, mẹ có thấy con Ki ở đâu không? À, chắc nó chạy sang hàng xóm thôi. Con đi đi, không có muộn. Con đi nhá, con đi. Bà bán con chó rồi à? Tôi hết đường rồi bà. Đường rồi. Nam à? Ồ, đúng Nam rồi này. Shipper à? Tôi bảo này, hay là ông bỏ quách cái việc này đi, về chạy hàng cho tôi, rồi kiếm tiền đổi con xe khác đi. Ai lại đi cái xe cũ này, trông bẩn lắm không ạ? Suy tính cái gì nữa, phi thường thì bất phú. Mà tôi chả hiểu ông Ngọc Hoành kiểu gì, ra đường không có tiền à, nhục lắm. Không phải sợ, tôi làm suốt có làm sao đâu. Hàng lậu trốn thuế mới được nhiều tiền. Chịu khó chạy tôi mấy chuyến là có tiền trả nợ cho mẹ ông ngay. Cầm lấy một tiêu, rồi sau chuyến này tôi thanh toán đầy đủ cho. Cậu nên nghỉ đi, không làm gì mơ được đâu. Thế chứ. Nha. Diệp Quang nhỉ? Ờ, tiền ông đưa hôm trước tôi mua trả góp con xe này. Mà ông nói đúng đấy, học hành đại học đàng hoàng mà lại đi con xe ghẻ mất tư cách. Ông bắt đầu hiểu ra rồi đấy. Áo chống nắng La Roma, thân hành đồng hành cùng chương trình.